Bản chỉ số Weibo diễn viên kỳ số 36, dàn sao bầu trời của thiếu niên Phong Khuyển đã mang đến nhiều bất ngờ. Thời gian này, đường đua của màn ảnh nhỏ được dẫn đầu bởi các bộ phim như Tôi Thân Yêu, Yêu Em Từ Dạ Dày, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, Quý Ông Hoàng Mỹ Và Cô Nàng Tạm Được, hay một bộ phim y khoa lấy đề tài chống dịch là Cùng Nhau, hội tụ nhiều gương mặt đình đám như Đặng Luân, Dương Dương, Trương Thiên Ái. Nhờ sự lan tỏa của các bộ phim mà các diễn viên trong phim cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Bảng xếp hạng kỳ này được sắp xếp như sau.